Có chào ông ta bài ngày lê. Mở ta bài ngày lê hoàng nghênh đi trong ca dông từ đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Lóc bình kênh VTV5 là đài truyền hình Việt Nam. Trùm đi hi nút, nghìn nơi tập ông ta bài ngày lê là đi bài dục có. Đi nghìn rõ hi bầu cử quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân thiết cấp, nhiệm kỳ bái bầu biệt mới, bái bầu biệt trô, ô hình huyện Gung Ngóc Nông Sơn. Trong rõ tê oi gất, ô huyện chế tắc ép Tây Giang, giá hình tê học tế oan. Xã Trà Đông huyện Bắc Trà My, lết kỳ tù tá, giảm rõ tách mục tiêu rõ lợi nào. Nụ có ghê nê hình nụ. Có ta bái ngài lây, rá tầm tí tạc bên, tí tối lê hi hình có ô tê tỉnh Quảng Nam, đừng lây, năng nghìn oi bró, chỗ ghi hi bầu cử quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân đi cấp nhiệm kỳ bái bầu biệt mới bái bầu biệt trù ô tê huyện Gung Ngóc Nông Sơn tí trọn này thay rõ và nghiên ghi bầu cử tài trói giấc tầm quy trình tại ủy ban bầu cử tại đặc biệt tại nãy tỉnh Quảng Nam âm Nông Sơn ở ô tê bầu cử quốc hội số bái bái kỳ tê bầu cử hội đồng nhân dân tỉnh số mấy nhất bồn bầy tóm mét Nông Sơn tại Edo đơn vị bầu cử hội đồng nhân dân cấp huyện bái bây giờ tổ bầu cử oi ô xã đố ô ta ni hin đã ý nghĩa hi hội cân đã đặc biệt đặc nghiên dốc ngay e đức e tài đố và giám mút là cơ quan quốc hội bãi hội đồng nhân dân đi cấp để lập nền lây nghiêm mới trung hình ni bró đã tế oi nghìn mừng trú hình tổ chức tuyên truyền ở đó thông qua các cái văn bản này rồi từ ở dưới cơ sở đòi thay làm đưm lây ô giúp cơ sở tầm văn bản ủng cơ sở nơi thay tầm hình tròn đừng tác ghi tung hệ thống truyền thanh đã cơ sở bái tung hệ thống pano office đừng tác ghi nghiên e đại tác âm hình du xe làm nơi sót chú là cung ở ngóc ở ngay đố ở tác ngày lây đi ngày ni đi ngày lây tại gia trúc tạm ni đã dù bầu cử quốc hội bãi hội đồng nhân dân đi cấp làm giá tầm đi này thay ghi con màng ngày và đi trong hội đồng nhân dân tỉnh khóa mấy dứt bãi hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn khóa mấy dứt bãi lại tài nò giả nghênh bró tu đi huyện tài khoai tăng dốc bãi ngay đại biểu đố vã mút là hội đồng nhân dân tỉnh bãi bôn dịch tham ngay đố vã giả mút là hội đồng nhân dân huyện lại nị đang dốc ngay khỏi giá Nông Sơn thay bá địch trót quy trình hiệp thương dù mới dù bãi đang dốc ngay rừng bró kinh pin kinh bró nơi xót đi đi rừng mân đã đi cử tri để mà đảm bảo được cái số lượng cái cơ cấu cái thành phần theo cái quy định thì là ủy ban bầu cử đã phối hợp với tố và giám nghiên là bà số lượng cơ cấu mà ngay theo quy định gửi ủy ban bầu cử khỏi rõ tầm ủy ban mặt trận bại hội đồng nhân dân huyện khôi đặc đức đi nít nơi thay ghi ổ tác và giá ni. Hi mê ghi hi bầu cử, bái nghìn đặc trong dốc ngay đại biểu hội đồng nhân dân đi cấp, đố riêng nơi sót khu ngay đại biểu, lo ứng cử ghi e nàng gây, đố nghìn đặc dốc ngay và trót đi tiêu chuẩn e đức e tài và trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân đi cấp từng huyện trúc là xã. Gây lâu lát đà huyện Nông Sơn, ghi khôi nghìn âm mút, tạch đi chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân huyện khóa mới dịch mới nhiệm kỳ bãi bầu mới trô bãi bầu dịch mới bầy to mé trong làm lót bầy pa hú ơi bư hư nay ô hình huyện gục ngóc ép ô đá khỏi đồng ni hình đá là hi hội cân đã đi đặc biệt tại nãy khỏi đất tân ní tầm đi nghiên bró khỏi tắt mừng pin chú hi việt bí khai tâm là có ý ô tại huyện Nông Sơn nghiên nói nhất nâng mới to hi hội cân đã ô đá.